Zika Audio. Nghe chưa đủ, hãy xem phim. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, hôm nay bên em xin giới thiệu đến các bác mọi miền Tổ quốc chiếc máy nâng tiếng hát thế hệ mới. Vâng, đó là cái nâng tiếng thương hiệu là TD Acoustic, mã là CB600. Vâng, nó là cái thiết bị không thể thiếu cho dàn karaoke gia đình và dàn âm thanh nhạc sống hay là dàn karaoke sân khấu cũng như chuyên nghiệp. Vâng, nó là một thiết bị không thể thiếu được. Vâng, máy nâng tiếng TD Acoustic đã được khẳng định chất lượng, gọi là tự tin chinh phục những khách hàng khó tính nhất. Vâng, đây là đặc biệt giới thiệu các bác nhé, đây là cái mẫu mới 2019, mặt được làm bằng nhôm phay, nó đẳng cấp hơn rất nhiều cái bản 2018 đời trước. Nhìn nó rất là sang trọng và chạy điện 90V, 100V, 110V, 220V để chạy được. Vâng, và đặc biệt về cái tác dụng của cái máy nâng tiếng TD Acoustic thế hệ mới 2019, mã là CB600 này, thì nó được chuyên về xử lý âm thanh, giúp âm thanh tươi sáng hơn rất là nhiều cho dàn karaoke gia đình. Vâng, máy nâng tiếng TD Acoustic thì nó là thiết bị nâng tiếng giúp dàn karaoke gia đình và dàn nghe nhạc của các bác cải thiện hơn về chất lượng âm thanh, thì nó nâng tổng thể giải. Vâng, và bộ dàn karaoke bình dân cái tầm 5 đến 10 triệu mà không cho bạn chất lượng như ý thì các bác có thể bổ sung thêm cái máy nâng tiếng TD Acoustic này vào, sẽ nâng tiếng chép bén rồi tiếng bass rất là sâu, và đặc biệt là cái giải chung ấy rất là tách bạch, nghe rất là dễ chịu. Vâng, và đặc biệt là cái bản nâng tiếng 2019 TD Acoustic mà mã là CB600 này, nó có cái tiếng chất bass cực kỳ là mạnh, đặc biệt là rất là gọn gàng, nó không bị vỡ, và nó có cái tiếng chép rất là nhuyễn, nó không bị xe tiếng như các cái dòng trên thị trường mà nó gây cháy loa rất là nhiều. Vâng, đặc biệt là cái này nó có cái tính năng nổi trội như vậy. Vâng, và nó chỉnh được cái giọng ca, giọng hát chúng ta được trong trẻo hơn và mượt mà hơn, đặc biệt là nó chỉnh cho ta được rất là chuyên nghiệp, hát đúng như ca sĩ chuyên nghiệp luôn. Và đặc biệt trong cái model CB600 này, nó còn có cái phân tần số tiếng siêu trầm riêng cho loa súp, với lại cái ngõ ra của xuất riêng, rất có lợi cho dàn âm ly karaoke không có đường out riêng. Vâng, và bên cạnh cái máy nâng tiếng TD Acoustic mã là CB600 này, nó còn có một trang bị một cái cổng kết nối Canon để chúng ta dễ dàng kết nối với lại các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp hiện đại như mixer hoặc là băng số tùy theo. Vâng, giúp âm thanh được đồng bộ, nó gọi là ổn định ở tất cả các tần số. Vâng, nó được tích hợp rất là nhiều cái tính năng mới nha các bác nhé. Vâng, sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết hướng dẫn cách chỉnh, cách kết nối và giới thiệu chi tiết từng phím một ở trên cái bản máy nâng tiếng TD Acoustic mã là CB600 này cho các bác nhé. Vâng, các bác hãy mua ngay để thưởng thức thế giới âm nhạc đầy màu sắc do máy nâng tiếng TD Acoustic này mang lại cho các bác, mã là CB600. Vâng, thì hiện tại đây là phía trước mặt quý vị và các bạn, đây là cái máy nâng tiếng. Vâng, thương hiệu TD Acoustic và CB, mã là CB600. Thì cũng như các phiên bản đời trước, những phiên bản khác thì cũng có 3 kênh. Thì gồm đây là hai bên kênh loa đấy ạ. Vâng, đây là channel 1 và channel 2, đây là hai bên kênh loa để xử lý các giải tần của loa. Và đặc biệt bên này là có một đường hỗ trợ cổng súp riêng. Đây ạ, bass out đấy, bass volt, đây là volume to nhỏ của súp đấy ạ. Đây này. Đây là khu dành riêng cho súp ạ. Vâng, còn đây là dành riêng cho hai kênh loa. Và đặc biệt bên này được thiết kế cái đèn nháy rất là đẹp các bác nhé.
rất ít dòng có cái đèn nháy này. Đây thiết kế rất là tinh tế. Đấy, mặt trước thì được làm bằng cái nhôm phay rất là đẹp. Đây mã CB600 đấy ạ. Đặc biệt là cái dòng này bên em nhập nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện các bác nhé. Vâng, cái cho các bác nhìn cái đèn nháy rất là đẹp. Đấy, nhảy theo điệu nhạc luôn ạ. Vâng, thì bây giờ em quay sát vào từng kênh một. Vâng, về kênh bên tay trái của quý vị và các bạn đi ạ. Vâng, thì đây là 4 cái núm tinh chỉnh dùng cho giải âm đấy ạ. Vâng, thì đầu tiên em giới thiệu đến các bác là núm tinh chỉnh lấy tần số thấp hay là tần số cao. Đây là các bác nảy ra là các bác lấy 50Hz. Còn các bác ấn vào, các bác lấy 100Hz, đây là giải sâu đấy ạ. Vâng, thì gồm 4 cái núm tinh chỉnh đây. Gồm bass này, trung này, hiệu ứng nhạc này và treble này. Đây là bass này các bạn này. Loud mix, đây là volume to nhỏ của bass. Vâng, đây là giọng ca, lời ca sĩ hay là lời chúng ta hát đấy ạ. Vâng, máy đường tiếng này nó có cái giải âm rất hay. Vâng, đây là còn là hiệu ứng nhạc đấy ạ. Hiệu ứng nhạc. Và đây là treble này. Thì các bác cũng chỉnh hai bên đều giống nhau. Các bác để tầm bao nhiêu giờ thì các bác chỉnh. Hiện tại đây em đang chỉnh bass đây nhá. Thêm treble này. Đấy, hiệu ứng nhạc. Làm cho cái volume to lên tí. Vâng, chỉnh nhạc này thì do tai từng người. Có những người thích nghe bass nhiều, treble nhiều thì chúng ta can thiệp ở mức độ nào đó chúng ta cảm thấy hay nhất. Cái này thì không cố định được. Đấy. Thì bên này em thích nghe bass nhiều, em cho bass nhiều này. Đấy ạ. Và em cũng treble nhiều. Đấy, hai cần em hai kênh em cũng chỉnh giống nhau để cho cái chất nhạc được tách bạch hơn. Đây, bên này em cũng tắt nó đi, em cứ lấy giải 50Hz cho nó sâu hơn. Đặc biệt cái dòng này nó hỗ trợ giải bass rất sâu và nghe rất là uy lực. Đây em đang không cho đi qua nhé. Đây là nhạc không cho đi qua đấy ạ. Vâng, nghe rất hay. Em đang không cho đi qua đi nhé. Khi mà các bác mua về sử dụng và sở hữu thì các bác nhớ bật cái chế độ bypass lên này. Các bác ấn vào thì nó đèn đỏ này thì bắt đầu là nhạc bắt đầu mới đi qua những cái núm tinh chỉnh này, chúng ta can thiệp từng giải bắt đầu nó mới hay. Còn cái này nó đang đi thẳng đấy ạ, chưa tinh chỉnh gì. Giờ em sẽ bật lên này. Đây ạ. Đấy. Vâng, các bác thấy được là có cái máy nâng tiếng này hỗ trợ rất hay, rất tốt. Còn về hình thức kết nối thì là các bác cũng có thể là kết nối. Nhiều người hát hay rồi thì người ta lại thích kết nối cái nâng tiếng này ở phía trên vang. Và nhiều người hát yếu thì cũng có thể kết nối từ vang xuống nâng tiếng. Đấy, nói chung là rất nhiều hình thức kết nối là tùy chúng ta. Cái này bên em không hướng dẫn cố định được. Bên em đây hiện tại đang can thiệp vào giải âm. Đấy, can thiệp vào giải âm. Đấy, hai bên chúng ta đều để như vậy. Nói chung là tất cả những cái thiết bị nào đó về âm thanh gia đình thường thường có hai kênh thì các bác cứ chỉnh hai kênh đều nhau thì hai loa sẽ nghe rất là đều. Vâng, đặc biệt đây là cái phần của súp đấy ạ. Vâng, của súp. Đây là volume to nhỏ đấy ạ. Vâng, đây là còn các tần số. Còn đây là đảo pha, cũng thông dụng như những dòng khác trên thị trường. Nhưng đặc biệt đây là dòng cao cấp của năm 2019 mới có. Đấy, được tích hợp cái chip xử lý nó can thiệp vào toàn bộ giải tần số cao để tránh cho những cái chép bị cháy. Đấy, đặc biệt cái dòng này nó có. Và cái đèn nháy rất là đẹp. Vâng, thì em lại thử cho nhạc to lên tí. Rồi em thử tắt cái bypass này đi. Đấy, tín hiệu đang đi thẳng luôn. Đi thẳng luôn các bác nhá. Không hề đi qua những cái núm tinh chỉnh mình đã chỉnh. Rồi bây giờ em bật lên này. Các bác nghe khác hoàn toàn luôn. Hỗ trợ giải âm rất tốt. Đấy ạ. Tiếng rất sáng. Đấy, đặc biệt cái giải bass sâu này, chép nhuyễn này. Đấy. Hiệu ứng âm nhạc này rất hay. Đấy. Vâng, bây giờ em sẽ quay ra phía sau để em kết nối sút cho các bác nghe nhé. Vâng, thì đây là cái rắc chuyển can đông ra hoa sen từ cái máy nâng tiếng CD Acoustic mã là CB600. Rồi em sẽ kết nối sút cho các bác sẽ cùng trải nghiệm.
Còn đặc biệt đây cái máy nâng tiếng TD Acoustic nhưng mà mã CB600 có tem chính hãng luôn ạ. Và người ra bởi Canada. Rồi thì em đang kết nối súp các bác nhé. Đây có cổng súp ra đằng sau đây ạ. Đây. Đấy, cổng súp em đưa xuống súp em đang trải nghiệm đây ạ. Vâng, súp trải nghiệm thì là của bên em, đó là súp B3 mã 717. Vâng, đang bánh rất căng. Đấy. Đấy, thì đây là cái volume súp đây ạ. Đấy, em tắt đi đấy. Đấy. Bật lên này. Đấy, khác nhau hoàn toàn luôn nhé. Đây là cái tần số. Đặc biệt đây là cái máy nâng tiếng này nó hỗ trợ cổng súp riêng rất hay. Và sau đây em sẽ quay ra phía sau. Vâng, nói chung để giới thiệu một sản phẩm thì rất là kỳ công các bác ạ. Kết nối, hướng dẫn, giới thiệu, nói chung là một sản phẩm để up lên YouTube để các bác trải nghiệm nó không hề đơn giản. Và các bác dành tình cảm cho kênh YouTube JK Audio thì thực sự là bên em lúc nào cũng trân quý. Vâng, thì đây các bác nhé, hình thức kết nối cũng rất đơn giản. Thì kết nối nó có hai kiểu jack, một là jack hoa sen, một là jack hoa sen đấy ạ, hai là jack Canon. Hai là jack Canon thì là bên em đang kết nối bằng jack hoa sen. Nói chung hình thức thì có rất nhiều hình thức kết nối các bạn. Nói chung là tiện cái mình có jack nào mình kết nối jack đấy đó thôi. Vâng, tín hiệu ra à, tín hiệu vào, tín hiệu vào này, in này, in. Đặc biệt cái dòng này nó là hai cái bảng mạch, hai cái bảng chia lại khác nhau. Nhiều bác lại in out cứ tưởng là một đây này, bác để ý cho em nhé. In ở phía trên này và out ở phía dưới, sau đó các bác đưa ra vang. Đây, em đưa ra vang đấy ạ. Vang thì bên em là vang cơ lai số VWT TF9 Plus là bản cao cấp cũng 2019 luôn ạ. Vâng đấy ạ. Vâng, sau đó là chúng ta đưa tín hiệu ra loa thôi, à, ra đẩy thôi ạ. Vâng, đặc biệt đây là súp riêng đây ạ. Súp riêng đây. Nói chung hình thức kết nối cũng rất là dễ, nó không quá khó. Nhiều bác mà cứ mua về không biết kết nối tùm lum tùm la lên gọi điện. Vâng, thì các bác cứ gọi điện thì bên em cũng tư vấn rất là nhiệt tình để ra các bác mua thiết bị về các bác sử dụng được luôn, không phải lên mạng tìm kiếm nhiều thông tin nữa ạ. Vâng, quay ra phía trước. Vâng, thì em nhắc lại nhá, cái máy nâng tiếng TD Acoustic mã là CB600 này cũng nhiều hình thức kết nối các bác nhá. Các bác cũng có thể kết nối nâng tiếng trên vang, nâng tiếng trên vang, hoặc các bác có thể kết nối nâng tiếng dưới vang. Chúng ta hát tốt rồi thì chúng ta để cái máy nâng tiếng ở trên vang để nó can thiệp ít vào giọng hát. Còn các bác nào hát chưa tốt thì các bác nên để máy nâng tiếng ở dưới vang để chúng ta can thiệp cả cái giọng hát của chúng ta để cho nó được bay bổng hơn, nhẹ nhàng hơn và giống ca sĩ chuyên nghiệp hơn ạ. Còn hộp thì đặc biệt cái dòng TD Acoustic này nó thiết kế rất là đẹp. Đây hộp của nó đây ạ, màu tím rất bắt mắt. Được, thì bên em cũng nhập về một lô để giới thiệu đến các bác mọi miền tổ quốc. Đặc biệt em nhắc lại một lần nữa là cái dòng bản 2019 này đặc biệt là kiểm soát cái giải tần số cao thừa rất là tốt, rất tốt để tránh gây cháy chép của các bác. Đấy là cái điểm mạnh của cái bản máy nâng tiếng 2019 TD Acoustic mã là CB600 này. Vâng, các bác nào mà muốn mua máy nâng tiếng TD Acoustic thì các bác hãy để lại điện thoại trên kênh YouTube JK Audio nhé, để bên em gọi điện tư vấn trực tiếp cho các bác, hoặc các bác cũng có thể gọi điện trực tiếp cho bác sĩ bên shop JK để bên em hỗ trợ. Vâng, JK Audio thì cảm ơn tất cả các bác mọi miền tổ quốc đã đồng hành cùng JK suốt năm vừa rồi. Thì bây giờ năm mới thì em cũng muốn lại phục vụ các bác mới, các bác cũ phục vụ hết mức luôn ạ. Bên em cung cấp ra thị trường rất nhiều sản phẩm chất lượng. Vâng, thì hôm nay em cũng giới thiệu chi tiết về cái máy nâng tiếng TD Acoustic mã là CB600. Vâng, bây giờ em xin phép dừng video. Sau cùng em chúc tất cả các bác mọi miền tổ quốc sức khỏe dồi dào và chúc tất cả các bác luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.